Hello, chào anh em nha. Thì đến ngày hôm nay mình đã lâu lắm rồi. Quay lại với anh em. Các anh em dục nhiều quá. Bây giờ quay cho anh em xem nào. Bạn đi học, mẹ nhiều việc lắm. Hôm nay là, nói thật là hôm nay là tôm mẹ không phải mình mua. Tôm mẹ là chả biết được mẹ mình đi chợ về mình mua, mình thấy túi ở trong bếp nên thì thôi, mình lấy luôn ra mình quay cho anh em xem. Chứ không phải mình mua. Chứ mình làm gì có tiền, đi học còn phải xin tiền sáng. Đây không biết. Đấy, tôm nó còn tươi đến gạch kìa. Đâu, từ xem nó có nhảy luôn, bỏ cái túi ra xem nó nhảy không. Thôi, nó còn nhảy ở bầm kìa. Đấy, thì là mình rửa rồi. Để mình ướp. Đâu? Trong ấy, trong hốc. Sao tới gì đây? Sao tới siêu cảnh. Đâu sao tới siêu cảnh. Anh sống blue, anh sống blue, anh sống blue à. Anh sống blue à. Ấy ấy. Ấy anh sống blue à. Đây anh Hải. Anh Hải blue chào hả? Anh em nha. Ơi ộp. Để cái đến cái bánh, để lên xe. Để lên xe à. Đúng thật tế siêu cay nhá. Anh Hải đi kiếm củi anh Hải. Ờ trong kia lấy củi à. Anh Hải mình đồng việc lắm rồi. Nhìn có vẻ cay ấy nhỉ. Lâu lắm mình mới ra đồng quay cho anh em xem được. Trời nó dẫy ấy. Đổ vào dẫy đành đành ấy. Dẫy ấy, đổ vào thứ ấy. Cái dẫy thật đấy. Giờ xạo. Cứ đổ vào đi. Cứ đổ vào đi. Chịu dẫy một tí. Cho dẫy đi. Cho dẫy tí nó ngấm ngấm vào nó mới dẫy. Kiểu nó sót đấy. Lấy cái vỉ ấy, lấy cái vỉ ấy. Lấy cái vỉ ấy. Lấy cái vỉ. Nó dẫy bắn người. Ôi, nó chấm tâm pha ngon 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 cực rồi. Cơ bảo khôn phết nhỉ. Quá ngon rồi. Tanh lắm. Tanh không tanh. Mẹ cay với đồ nhớ được ăn. Wow. Cho hết cả lọ à? Ừ, cho cả lọ. Để mình cởi. Cởi. Ôi nó dây. nó dây. Đây mình không dám trộn tay. Không có găng tay. Sót. Bật. Nó tí nướng. Quay góc rộng à? Lộ bìu chết dở. Thấy chưa? Lộ một tí. Không sao. Lộ lắm mình mới rực rỡ. Lắm mình mới nói rực không rỡ. Không lộ ra. Ui chết rồi. Ui, rơi rồi. Nó nhảy ra lại. Rơi rồi mình mày. Ui ui. Đau. Thôi con này mình bỏ nhá. Con này bỏ. Bỏ đi. Bỏ con này ra. Vứt đi. Đây anh Lợi này. Anh Lợi đang bị bệnh đeo. Ui. Ồn quá. Xe ổn quá. Đây. Quay đi. Bắn hết người rồi. Phong bắn cái tay này. Ô cầm mày lắc lắc này. À đúng rồi. Bé nó không bắn. Cầm tay con. Ơ. Ổn này. Tắt lại này nhá. Rồi không để đấy. Cầm lên mà lắc ổn vào. Cái này đang làm này hơi ổn. Thế phải xấu kìa. Anh Hải à? Đây này. Đấy. Anh Hải ấy. Ôi, phiền đấy nhỉ. Chơi à? Dạ. Đợi một tí rồi ngấm đó. Còn đấy, tươi nha. Tươi luôn, đúng có sống. Hay là trời nó kia nhỉ? Cho Hải kiếm củi đó. Vào trong cu anh em ạ. Vào nó om nó nhá. Đây này anh Hải kiếm được rồi đây này. Anh chạy đây này. Sao anh? Chưa bắt được con này rồi. Bắt được con gì đây? Ôi. Anh Hải bắt được con chim. Bỏ ra quay anh. Ôi, anh Hải bắt được con chim. Bắt được ở đâu ấy? Hả? Tóm được ở đâu? Tóm được về. Ỉm luôn. Này bác ơi, lướng. Nó bảo tao bảo ra tao thấy nó cứ đứng nó nghịch nghịch cái gì. Hóa ra lại nhảy. Bắt được con chim đó anh giấu ở trong túi áo hay sao? Bị lực cắn tay. Anh giấu ở trong túi áo trong nhà. Bây giờ đốt lửa đun đây này. Đun đây cho xả. Anh em đợi tí mình rồi đợi vào đi cho nó ngâm thôi đừng nghịch nữa. Nhóm lửa cho bây giờ mình nhóm lửa là xong rồi mình quay tiếp cho anh em xem nhé. Anh em nhớ phải ủng hộ mình nhé.
like, share, comment. Có ý tưởng nào hay thì comment nhá. Chứ đừng chửi mình. Chửi cũng phải chửi. Chửi. Chỉ mình buồn lắm anh em ạ. Chửi. Mỗi một câu chửi thì mình sẽ chửi. Không làm video trong một. Mình nói thật là cũng có vài bạn cũng chửi mình. Bảo là thằng bọn này đéo có tiền. Ăn toàn những cái gì ấy. Thế mình cũng nói thật là mình cũng có tiền đâu. Bạn không xem thì thôi, bạn để cho người khác xem. Sếp, thế thế nào sếp? Mình nói thật là mình không có tiền. Nhưng mà đây. Đấy. Đủ hiểu nhá. Đời đấy. Giấy đâu rồi? Mình không có tiền nhưng mà mình có máy góc rộng. Thôi mình tí mình ấy, mình quay tiếp cho anh em xem nhá. Bình nhóm lửa. Xong rồi anh em ạ. Củi ướp, than thiết ok, bây giờ cho tôm. Cho hàng lên. Vẫn dẫy hình đạch. Cho con hàng lên này. Nó dẫy mất hẳn đấy. Cho thật. Tôm mẹ mua ạ. Cứ ăn mẹ đánh. Hai mẹ hết được. Ui lại là nướng nhanh lắm. Tôm này nướng nhanh lắm. Ừ, chín. Không có gì được ăn này. Bánh luôn, nướng chín phát nào. Ui chết rồi, rơi rồi thôi. Con này vứt nhá. Phải vứt đi. Phải vứt anh ạ. Anh Hải. À mà không, tôm này nó có một cái lớp giáp ở ngoài mà. Nướng đi, sao đâu. Thì bóc bỏ lớp giáp đi vào. Chả xả. Thế thôi mình, con này mình chả vứt nữa. Ngu quá là em bị vứt con kia. Nó vứt đâu. Tấm bụi rồi. Đâu làm gì? Đâu phải hỏi làm gì? Đấy, hả? Đấy, chín rồi anh em ơi. Tải tải rồi. Rồi tải tải là phang được. Anh Hải, mang cái bát này đây, mang bát nước của tao đây. Anh Hải, quánh con tay tái cái đi. Anh Hải, chín cái quật luôn, mất con mẹ, con chả mã. Ui thơm. Mất con gì à? Chả mã, mất rồi. Chả mã. Mày định nhảy hai con à? Có được một con, thấy một con thằng ấy tiếng là cái đéo gì ra rồi ngó thấy nó bay vào cái đấy thì nhục luôn. Bảo sao mày thấy đứng đấy cứ người cái đéo gì? Đúng không? Đồ à, xé quần. Đi màu đi có mẹ thôi, cái vật nó sống. Sao còn à? Lòng ở thằng bố rồi. Đừng có bay. Bay rồi, con chó nó phép luôn. Sống rồi. Sống rồi. Con đi điệp không? Con đi điệp không? Đi tổ chuyết. Đi tổ chuyết. Một điệp, điệp. Bán điệp bán. Bán phải được mới lốp ấy nhở. Được, được không phải sao? Anh luôn. Được không phải sao? Được không phải sao, mang cái này đây xem nào. Bán con đấy là được mới lốp ấy nhở. Bán đồ mà đi lùi. Mày giật kiểu đéo về đây anh Hải. Ui, tao với cái kia đấy đâu. Nói mày cái mẹ, thằng nào. Nó vừa ra chửi cháu. Thằng nào, nó ở đây không? Đi ở xe, nó vừa vào rồi. Nó vẫn đang để lại. Nó vẫn đang ở đây này. Không biết là đi điều. Nó ở bên bụi bên kia kìa. Hai mẹ con này ạ. Ui, con này chín rồi này. Con này này. Đấy, con đấy. Đừng quay sát vào nó lóng. Nó thu trong này. Ôi, nhìn màu đều lắm. Anh Ngọc, nhảy đi. Thêm cái nước rồi. Đấy, cái này. Này. Đợi lúc nữa. Lúc nữa. Tí nữa phang luôn. Không lòng vòng. Không lòng vòng anh Hải phòng. Em giật đứt luôn ở đó. Chạy luôn. Cho thế nó bay vào đấy mà. Mày nhìn thấy nó bay vào luôn à? Ừ. Anh là con chim ấy ngu rồi. Ai là cái gì ấy? Cái gì ấy? Thử chấm. Tết. Tôi mua sao tí? Tết hàng. Tôi mua sao tí? Ui con này chín này này. Chưa chín hẳn. Đá được rồi, vàng ươm rồi. Được. Nhảy nhá. Từ cắn cái đuôi ra. Bỏ vỏ đi. Bỏ đầu nữa. Bỏ đầu đi, bỏ đầu đi. Được rồi. Vàng luôn nhảy. Nhảy nha, anh em. Úp lên. Nhanh chín. Đấy. Đấy anh em nhá. Ăn cả vỏ là mới có chất nhá. Ok không? Giòn. Đúng không? Hơi mặn. Chấm nhiều. Có lúc chấm hơi mặn. Vài em chấm mặn. Quê này. Cái tay à? Ngon. Đấy, đến đây. Ngon luôn. Đến đến mình. Anh, ai lại điên tôm bóc vỏ rồi hả? Ui, bỏng quá. Nhảy đi anh. Chấm ít được không một ở đấy. Quen anh ơi. Anh em nhá. Hello. Ngon. Anh Hải. Vỏ giòn.
Anh Hải. Đây anh từ từ con này. Vào đây chưa được. Đây là ấy. Đây con bé này được rồi, con này được rồi. Sao anh để ấy? Đâu anh ngồi, ăn đi. Anh ngồi đá đá lướt cả cái đầu đi xem nào. Hơi cay thật, cái quầy sống. Mẹ béo ăn được thầy ấy luôn. Ôi, chưa được quay đi được. Đi đá định diện con này. Mình không ăn được đầu anh em nhé. Ok. Đá luôn cả đuôi anh Hải từ từ. Cầm tay anh Hải. Thật không có cháy. Ai sợ. Đá hai con mắt rồi đây. Đá hai con mắt của tô. Không biết ăn đầu. Đây mà anh em nha. Không biết đầu. Từ từ anh Hải ơi. Rồi nhảy đi anh em nha. Thôi nhảy luôn đi, không cần nước chấm tét trước, không cần nước chấm. Chấm nhiều mặn đấy. Hơi cay. Ngon. Ui bảo quá. Ngon. Thử. Được mà. Ngại giáo ơi. Ơi Hải Mai xin quay bát nước chấm em. Cay quá. Ớt không tươi mới nha, nhưng mà vẫn cay. Cá sa tế nữa. Cá sa tế vào đây. Đâu mà mày. Nếu anh em nào có ý tưởng hay thì bình luận ở dưới nha. Thế nào anh quay mặt lên đây, anh ngẩng mặt lên đây, anh ngẩng mặt lên đây. Anh ngẩng mặt lên đây. Anh ngẩng mặt lên đây. Không phải đâu giờ. Thôi, thanh niên này phải làm cái chiếu thanh niên là chết bia nữa. Vâng. Bà của ớt héo quá, không cay à? Một sa tế bảo mới cay thôi. Mặn. Không phải do cái muối này nó mặn sẵn à? Muối mặn lắm. Mua ngay gói mì tôm. Mẹ đá gói mì tôm Hảo Hảo 2.500 gói. Đá 2 gói 5.000. Ủa, không bóc vỏ à? Không bóc. Anh không bóc nghe mà. Không bóc. Anh không biết anh tôm bóc vỏ bao giờ. Giống như yêu hai người cùng một lúc bao giờ. Anh không bảo như thế. Đấy, bây giờ xuân như thế mà. Với cả cục à. Quả này là hơi cay. Ui. Tăng lượng. Đây khó mà đả hết. À, cái này không đả hết đâu. Anh Hải, anh phải anh bảo đây, anh Hải bảo lướng 100 cái xúc xích. Đấy thì người anh bảo anh đúng Hải ý tưởng như thế đấy. Đả thôi. Đấy. Con mấy con nhiều không? Nhiều. Đúng rồi. Đấy. Mẹ dê chín mà. Mẹ mình mua nhưng mình đá mất. Con này. Đấy, ăn cả đuôi luôn. Em không biết ăn cả đuôi. Giòn giòn nhưng bim bim ạ. Bao với cả anh em nhé. Ui. Ăn cả vỏ ạ. Tay là vừa ở trang, không ăn bốc à? Thì lá. Nó có vị. Khét khét của vỏ bị cháy. rơi cái gì hả? Là mới ngon. Rơi cái gì hả? Anh em đừng ăn tôm bóc vỏ. Anh Hải ơi. Mày anh em ạ. Tết quả không nước chấm đi xem vào. Không nước chấm. Ăn nó nhạt. Đây mình test cho anh em xem không nước chấm. Test không nước chấm nhé. À. Mỏng quá. Ăn cả đầu luôn nhá. Đá quả đầu luôn. Tất tay. Cả đuôi. Cay quá. Mùi cay ạ. Mấy lớp mũi à. Ăn cả đầu thì ăn không chấm thì nó ngọt. Nó ngọt.
thì tôm nó có anh Hải có nước ở trong anh Hải ngọt. Tết ăn cái đầu không anh Hải đây từ từ đã đầu nha đầu bỏ cái đi rồi thôi được ngại được không ra như rùi rùi được vào việc đấy đá cả đầu bên này ok chưa hơi tinh tanh à tanh tanh mới em ăn cái bình anh có chấm hơi tinh tanh cái đầu ạ anh Hải đá cái đầu không đi đầu không ở trong lò cọ tết đi tăng lướng lướng đi thôi tết đi cái này chín rồi tết đi sang tài tài tết luôn không cần nước chấm tết vào việc anh đừng phải cầm nước chấm không cần nước chấm tết mình... tết tắt không nước chấm đi mình không ăn tanh được tết đi anh nào vào việc ngon mà mặt còn cay ngon ngon ui mặn quá thằng này đâu ui thằng này đâu bây giờ thằng này đâu quê mặn quá anh lấy cái gì á cầm chìa thế nào cầm mất con chim quá Hải ơi, phòng đi mua xe nước lọc lạnh ấy. Ui. Đây rồi. Đây này bắt đầu rồi. Đấy, nhiều tiền đây này. Đấy. Còn 90. Còn gì đâu. Ê. Sao lại bị bế lên này này ạ? Ui, không chịu nữa rồi. Rồi rồi. Rơi gì đấy? Ở đây có hai khái niệm rơi. Một là rơi ở quần. Rơi lặng hay rơi nhẹ. Nó lổ luôn. Ăn nóng hết người rồi. Ôi, cháy rồi này. Cháy. Mày ăn cho sát vào. Mày ăn quên lật. Ủa sao mày bước đầu đây này? Ừ, anh em ạ. Mình ăn xong rồi. Cay không nói lên lời. Cay không nói lên lời. Hết rồi. Anh Ngục, ngẩng mặt lên xem ạ. Ngẩng mặt nhìn ra đây. Anh Ngục, anh ăn. Ôi, clip này mình xem gấp lại tại đây. Ôi trời ơi. Nếu anh em nào có ý tưởng hay bình luận ở dưới nha. Chào anh em nhá. Chào anh em nha. Chào anh em nhá. Clip sau.